Shop Hiếu Minh Auto Hà Nội xin mến chào tất cả các bác nhé. Và hôm nay em đang ở kho Hiếu Minh ngày 30 tháng 4. Thì ngày hôm nay là ngày lễ thì bên cả mình vẫn mở cửa hàng bán lẻ phục vụ các bác nhé. Còn bên tại kho Hiếu Minh thì em báo cáo bên em lại tiếp tục về thêm 30 đôi loa RCF hàng bãi xịn bác nhé. 30 đôi. Đây hàng về, mỗi một cục này là một đôi. Phục vụ bác ngày mai em sẽ cho anh em tiến hành rạch ra và quay review nội thất các anh em cùng xem. Và giá cực kỳ tốt cho anh em đại lý cũng như là các bác nhu cầu mua lẻ nhá. Em về trước được 30 đôi, không cho em về được 36 đôi AK thì hôm nay bán khá là vãn rồi và bây giờ em còn về thêm 30 đôi nữa. Và sắp tới mấy ngày tới bên Hiếu Minh tiếp tục liên tục về những rất nhiều mẫu loa full hàng bãi. Thì điểm này bên Hiếu Minh về rất nhiều hàng nhá. Và hiện tại em đang quay trên kênh mới của Hiếu Minh và rất mong sự ủng hộ của các bác. Các bác đăng ký kênh của xe subscribe. Thì nếu biết thì kênh của Hiếu Minh là một kênh bán chuyên rất nhiều các sản phẩm mẫu bãi, mẫu mới, giá cực kỳ hợp lý. Thì kênh cũ của em thì thực sự là đã bị hack mất và các bạn hãy đăng ký kênh mới của mình để tham khảo với những sản phẩm ưu đãi các bác nhé, giá cực tốt cho bác anh em. Thùng là full ngày mai tiến hành rạch ra đây. Để ra review, hãy báo cáo bác trên kênh là trong ngày lễ này em về mình về thêm 30 đôi loa RCF bác nhé, hàng bãi xịn. Nếu biết thì để có những cặp RCF hàng bãi xịn này trên thị trường rất là hiếm, kể anh em hay chuyên hàng bãi nhiều và nâng cửa anh em thế thôi. Để có lô hàng bãi RCF về nó rất là hiếm, không phải lúc nào cũng có hàng. Nên các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp và giá cực kỳ tốt. Thì để tí nữa em sẽ nhân lại giá cũng như sẽ có bài mở nội thất và sẽ review đến mẫu loa này. Các bác hãy báo cáo trước cho bác trên kênh. Nếu bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Và cũng trong video cũng kính chúc sức khỏe các bác và chúc các bác có những một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân, cũng như là các bác có nhu cầu đặt hàng. Một kênh Hiếu Minh đã biết rồi, một kênh bán rất đa dạng các mẫu sản phẩm. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng những mẫu sản phẩm thiết bị dàn hay những mẫu loa mới, loa full bãi thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em nhé. Em sẽ lên đơn ship code CD các bác, cũng như các bác có thể đến cửa hàng bên Hiếu Minh vẫn bán hàng ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 với tất cả mẫu sản phẩm giá cực tốt. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo.